Так и было. Так и было. Мы заказываем подходить через 70 минут. Сок сейчас или заказываем? Куда идем? Ну, Азиан Фуд. What? Азиан Фуд. Азиан Фуд. Салат. Барбарамы. А вам что? Суп. А вы что не едите? Maybe we chicken. No, this is enough. Yes, I see. Tự phục vụ. Ăn ở đây tự phục vụ. Wow. Súp của mình. Wow, thấy không? Wow, như thế này. À, nó quá ngon, quá ngon quá. Cái này trứng, thịt gà với lại cộng mì, mì vàng. Giống như mì spaghetti. Thơm miếng ngon. Все, умок. Да, я уже включил. Давай пойдем, я идем, идем. Chơi nhon mè cho con ạ. Me du kënë e këmblam më video, këmë e këmblam kënë. Đi làm phục vụ. Má, today you waiter. Lúc cạnh phải đang ngồi với ba nè. Cách phải đang ngồi. Wow, món ăn Mexico. Mexico, này gà chiên. Cái này cái gì mà? What is this? Huh? Chicken. Gà chiên ngon quá. Cách chỗ tay con à? Later. Ew.
Cái đó ngon con. Cái đó ngon không? Mark Wilder Sprite. À, don't hit Sprite. Mua quay cái chút. Sốt. Ngon không? Mát, ngon, good. Good, you like it? Yeah. Mark, you eat this. Cái này ăn đây con. Ăn review muốn ăn thấy ngon không? Ở trong này có gì không? Ở trong này quá xinh xinh xa mắt. Chicken. Chicken. Thịt gà, phô mai. Với rau củ. Kêu bằng gì không? Và bắp cải. Lại tương. Đem chiên lên. Đem nướng chứ. À, chiên. Mệt chưa cáp? Đi về nha con. Lục Cạch mệt chưa đi về nha. Để mày đẩy cho, để lên trên đi mày đẩy tách cho.